xin được chào đón quý vị khán giả đến với trận đấu Chí Tám Khát Vọng Lạc Hồng mùa 2 năm 2023. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong khung giờ quen thuộc mỗi tối chủ nhật hàng tuần của Khát Vọng Lạc Hồng và một hành trình mới sắp sửa lại bắt đầu. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng chào đón đến với trường quay S8, 4 gương mặt rất mới. Vì vậy, chúng ta hãy từ từ khám phá, từ từ thưởng thức cách mà họ thi đấu, cũng như là những cách mà các bạn sẽ áp dụng kiến thức của mình trong cuộc chơi ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng hướng mắt lên sân khấu để cùng xem sự xuất hiện của những người bạn thân thiết của mình, những cô cậu học trò cưng của mình sẽ xuất hiện với phong thái như thế nào. Chúng ta hãy cùng chào đón họ! Xuất hiện ở vị trí số 1 là bạn Nguyễn Ngọc Quỳnh Mai đến từ trường Trung học Phổ thông Phong Châu. Ở vị trí số 2 là bạn Hoàng Văn Hòa đến từ trường Trung học Phổ thông Vĩnh Trân. Bạn Nguyễn Thị Thanh Huyền đến từ trường Trung học Phổ thông Tam Nông. Vị trí số 4 là bạn Đỗ Thị Kim Anh đến từ trường Trung học Phổ thông Phương Xá. Một lần nữa xin được chào đón các bạn thí sinh đến với vị trí của mình trong trận đấu Chí Tám ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn các nhà tài trợ VNPT Vinaphone Phú Thọ, Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế EduGo, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu sữa và Dinh dưỡng Quốc tế Natrumark, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải Linh, Thẩm mỹ Hoàng Tuấn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ HPT Hà Nội, Công ty Cổ phần Dịch vụ Sen Hồng, Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, Công ty Cổ phần Gốm sứ CTH, Công ty Trách nhiệm hữu hạn IK Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiên Hòa An, Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Âu Việt, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hùng Vương, Công ty Điện lực Phú Thọ, Công ty Cổ phần Xi măng Vsem Sông Thao đã đồng hành cùng Khát Vọng Lạc Hồng. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các quý vị đại biểu khách quý tham gia chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu nhà báo Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ, trưởng ban tổ chức Game Show. Xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ. Đại diện các nhà tài trợ, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Đặng Việt Hải, Giám đốc Viễn thông Phú Thọ. Xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Hệ thống Phòng khám Thẩm mỹ Hoàng Tuấn. Xin được trân trọng giới thiệu ông Quách Trung Ánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế EduGo. Xin được trân trọng giới thiệu bà Lê Thị Thanh Thời, Giám đốc Kinh doanh khu vực Tây Bắc, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu sữa và Dinh dưỡng Quốc tế Natrumark. Xin được trân trọng giới thiệu bà Đặng Thị Thu Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hùng Vương. Về phía các nhà trường, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu thầy giáo Kiều Hưng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Vĩnh Trân. Xin được trân trọng giới thiệu cô giáo Hoàng Thị Hương Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Phương Xá. Xin được trân trọng giới thiệu cô giáo Trần Thị Hải Yến, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Phong Châu. Xin được trân trọng giới thiệu cô giáo Đinh Phương Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Tam Nông. Và tới dự chương trình ngày hôm nay còn có sự hiện diện của ban cố vấn là những giáo viên cốt cán của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ. Chúng tôi cũng xin chào đón sự có mặt và cổ vũ nhiệt tình của các quý vị khán giả, các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo, các em học sinh đến từ 4 ngôi trường tham gia đấu Chí Tám ngày hôm nay. Và lúc này thì ở trên sân khấu là 4 bạn thí sinh và ở trước mặt các bạn đang là 4 chiếc kỷ niệm chương có in logo của chương trình. Các bạn có thể cầm lên chiếc kỷ niệm chương rất là xinh đẹp này của ban tổ chức. Đây cũng là một phần quà dành tặng cho các bạn, cũng như sẽ là những cái vitamin hạnh phúc để giúp cho các bạn có thêm động lực để thi đấu tốt nhất trong trận đấu Chí Tám ngày hôm nay. Các bạn có thể giơ cao lên một lần nữa để khán giả có thể nhìn rõ được ạ. Và bây giờ các bạn thí sinh hãy xuất phát thật tốt để chiếm lấy thế thượng phong và chúng ta sẽ cùng đến với phần thi đầu tiên, phần thi khởi động. Phần thi khởi động. Trong thời gian 60 giây, mỗi thí sinh trả lời nhanh 10 câu hỏi. Trả lời đúng mỗi câu được 10 điểm. Trả lời đúng 5 câu liên tiếp được cộng thêm 20 điểm. Thí sinh có quyền nói bỏ qua nếu không trả lời được câu hỏi. Điểm thi tối đa phần thi là 140 điểm.
Người bắt đầu phần thi này là thí sinh đứng ở vị trí thứ nhất. Chúng ta sẽ cùng đến với vị trí đầu tiên là bạn Quỳnh Mai đến từ trường Trung học phổ thông Phong Châu. Và trước khi gặp gỡ để biết về bạn Quỳnh Mai thì chúng ta sẽ cùng theo dõi clip về bạn. Greetings everyone. Xin chào tất cả mọi người. Mình là Nguyễn Ngọc Quỳnh Mai, học sinh của lớp 12A10 trường Trung học phổ thông Phong Châu. Môn học yêu thích cũng như là điểm mạnh của mình đó chính là tiếng Anh. Vì ngôn ngữ này không chỉ giúp mình có thể giao lưu kết bạn với tất cả bạn bè trên toàn thế giới mà nó có thể giúp mình tiếp cận với nguồn tri thức khổng lồ của nhân loại. Trong thời gian rảnh thì mình thường đọc sách, vì những cuốn sách như là những cánh cửa thần kỳ dẫn mình đến khắp mọi nơi trên thế giới chỉ thông qua những trang giấy. Trong ngôn sống của mình đó chính là đừng chờ đợi cơ hội mà hãy tạo ra cơ hội. Bằng cách tham gia chương trình Khát Vọng Là Hồng, mình đã tự tạo ra một cơ hội để có thể giao lưu, học hỏi và kết bạn với những các bạn bè đồng trang lứa trên toàn tỉnh Phú Thọ. Bên cạnh đó, đây cũng là cách để mình tự tạo cho mình nhiều kỷ niệm và thử thách trong khoảng thời gian học cấp 3. Các bạn hãy cổ vũ cho mình cùng các thí sinh khác nhé. Em xin được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến anh MC cùng toàn thể các thầy cô cùng các bạn học sinh có mặt trong trường quay S8 ngày hôm nay ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Ngọc Quỳnh Mai, học sinh của lớp 12A10 trường Trung học phổ thông Phong Châu. Đến với cuộc thi lần này thì em hy vọng là mình sẽ có thể học hỏi, giao lưu thật nhiều từ những bạn thí sinh cùng chơi với em ngày hôm nay. Bên cạnh đó là đạt được kết quả tốt nhất để mang về cho trường Trung học phổ thông Phong Châu. Tôi đã thấy bạn đang rất là tự tin rồi. Bạn đã sẵn sàng cho phần thi của mình chưa? Dạ vâng, em sẵn sàng rồi ạ. Vâng. Bạn đã sẵn sàng và chúng tôi sẽ trao cho bạn phần thử thách đầu tiên trong phần thi khởi động này. Bạn có 60 giây. Chúng ta cùng đến với phần thi của Quỳnh Mai. 60 giây, bắt đầu. Những tác phẩm thành công nhất trong sáng tác của Hồ Xuân Hương được viết bằng chữ gì? Nôm ạ. Chính xác. Phổi được cấu tạo bởi hệ thống ống khí gặp ở đối tượng nào trong giới động vật? Bỏ qua. Chim. Một hình thoi luôn có đường tròn ngoại tiếp, đúng hay sai? Sai. Chính xác. Stop is to red as go is to green ạ. Chính xác. Trong trình soạn thảo Word, tổ hợp phím Ctrl cộng S có chức năng gì? Bỏ qua. Lưu văn bản. Quán tính là tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn chuyển động của vật. Chưa chính xác. Vận tốc. Quốc gia nào trên trái đất sử dụng Nga. Được? Chưa chính xác. Cộng hòa Pháp. Lời gì cao hơn mâm cỗ? Lời mời. Lời chào mới chính xác. Ai là người đầu tiên của Việt Nam và châu Á bay lên vũ trụ vào năm 1980, 3 lần được tặng danh hiệu anh hùng? Phạm Tuân. Chính xác. Một phân tử toluen có bao nhiêu nguyên tử? 8. Chính xác. 60 giây của bạn Quỳnh Mai đã khép lại và bạn đã giành được 50 điểm đầu tiên. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bạn ở vị trí số 2 là bạn Hoàng Văn Hòa đến từ trường Trung học phổ thông Vĩnh Chân. Chào em. Dạ vâng ạ. Lời đầu tiên thì cho em gửi lời chào đến tất cả các vị khán giả, các thầy giáo, cô giáo cũng như là anh MC và ba bạn cùng chơi ạ. Tên em là Hoàng Văn Hòa, học sinh lớp 12A1 trường Trung học phổ thông Vĩnh Chân ạ. Vâng, họ tên thì đã biết, ngôi trường của bạn cũng đã giới thiệu. Và để hiểu rõ thêm thì chúng ta cùng theo dõi clip sau đây. Hi, xin chào tất cả mọi người, mình là Hoàng Văn Hòa, học sinh lớp 12A1 trường Trung học phổ thông Vĩnh Chân. Trong số tất cả các môn học thì môn học mình yêu thích nhất là môn vật lý. Đối với mình thì môn vật lý là môn học giúp cho mình hiểu thêm về các sự vật, hiện tượng đời sống cũng như là giúp cho mình tăng cường khả năng tư duy. Bên cạnh đó, ngoài giờ học thì mình còn tham gia các môn thể thao. Và môn thể thao mình yêu thích nhất là đá cầu. Đá cầu giúp cho mình tăng cường sự nhanh nhẹn, đồng thời là rèn luyện khả năng về thể chất của mình. Câu nói mình yêu thích nhất đó là đi chậm cũng được, nhưng miễn là đừng dừng lại. Đến với game show Khát Vọng Là Hồng ngày hôm nay thì mục tiêu của mình là giao lưu, học hỏi, trao dồi kiến thức và kinh nghiệm. Các bạn hãy cổ vũ cho mình nhé. Trong bản đăng ký của bạn thì tôi thấy bạn ghi là sở đoản của bạn là thiếu tự tin và mất bình tĩnh trước đám đông. Thế nhưng mà khi mà có một từ để miêu tả cho bạn thì bạn lại nhận là bạn hòa đồng. Nó có hơi mâu thuẫn không? Em thấy cũng không mâu thuẫn lắm ạ. Vì sao lại như thế? Bởi vì là nếu bạn mất bình tĩnh thì liệu bạn có làm quen được nhiều người không? Khi mà làm quen với người mới thì em chỉ làm quen 1 đến 2 người một lúc thôi ạ. Chứ không phải là gặp ở chỗ đám đông nên cũng không mất bình tĩnh lắm ạ. Ngày hôm nay đứng cạnh bạn thì có 3 bạn nữ rất xinh đẹp đấy. Không biết là bạn đã làm quen với 3 bạn nữ đấy chưa? Trước cuộc thi này thì em chưa có thời gian làm quen với 3 bạn, nhưng mà sau cuộc thi này thì chắc chắn sẽ có ạ.
Và trước khi có thể làm quen được rõ hơn với cả ba bạn thì lúc này bạn phải vượt qua phần khởi động để thể ghi điểm trong mắt của ba bạn nữ đúng không? Bạn đã sẵn sàng chưa? Em đã sẵn sàng ạ. Vâng, bạn đã sẵn sàng và chúng tôi sẽ gửi tới bạn 60 giây với 10 câu hỏi dành cho Văn Hòa ở phần thi khởi động. 60 giây, bắt đầu. Trong mặt phẳng hình vuông có mấy trục đối xứng? 4 ạ. Chính xác. Chiến dịch lớn nhất trong thời gian 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam 1945-1954 là chiến dịch nào? Chiến dịch Điện Biên Phủ ạ. Chính xác. Trong một phân tử acetylen có bao nhiêu liên kết pi? 2 ạ. Chính xác. Ai là tác giả của tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm? Chế Lan Viên ạ. Solo Khốp. Có là dân mình ạ. Bạn có thêm 10 điểm. Khi nói chuyển động thẳng chậm dần đều có gia tốc âm là đúng hay sai? Sai ạ. Chính xác. The painting Mona Lisa was painted by whom? Bỏ qua. Leonardo Vinci. Trong số các hợp chất hữu cơ, loại phân tử nào có cấu trúc đa dạng nhất? Protein ạ. Chính xác. Bộ phận nào sau đây không thuộc CPU, CU, ROM, ALU, CAC? CU ạ. Chưa chính xác, ROM. Khối đất liền lớn trên biển lục địa. Và lục địa là đáp án chính xác. Rất nhanh chóng, Văn Hòa đã khởi động với 70 điểm. Và chúng ta cùng gặp gỡ với bạn ở vị trí số 3, bạn Thanh Huyền, đến từ trường Trung học phổ thông Tam Nông. Chào em. Dạ vâng, lời đầu tiên cho em xin phép được gửi lời chào đến quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay cũng như các quý vị khán giả đang theo dõi truyền hình. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Huyền, học sinh lớp 12A2 trường Trung học phổ thông Tam Nông ạ. Ngày hôm nay đến với S8 thì bạn thấy không khí của trường quay như thế nào? Dạ rất sôi động và cũng náo nhiệt ạ. Vâng. Và trước khi đến với phần khởi động của Thanh Huyền thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi clip sau đây. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Nguyễn Thị Thanh Huyền, học sinh lớp 12A2 trường Trung học phổ thông Tam Nông. Mình rất vinh dự khi được học tập tại một ngôi trường có bề dày lịch sử và có truyền thống hiếu học. Môn học yêu thích của mình là môn học hóa vì khi học hóa mình có thể tham gia thực hiện những thí nghiệm thú vị cùng các thầy cô giáo. Và sau những giờ học tập ở trên lớp thì mình có thể cùng với các bạn đến thư viện để thảo luận lại những kiến thức mà thầy cô đã dạy và chuẩn bị cho những tiết học tiếp theo. Mình rất vinh dự khi được tham gia chương trình Khát vọng Lạc Hồng và mình mong muốn sẽ trau dồi được tri thức cho bản thân và mang vinh quang về cho nhà trường. Trung học phổ thông Tam Nông, cố lên! Trong clip giới thiệu về bạn thì Thanh Huyền cũng có nói là bạn đến thư viện thường xuyên để có thể trau dồi kiến thức cho mình. Chắc hẳn là trước khi đến với Đấu Trí 8 hôm nay thì bạn cũng đã chuẩn bị cho mình rất kỹ lưỡng về mặt kiến thức. Dạ vâng ạ, em thường tự ôn tập ở nhà và đến thư viện và có lúc thì có thầy cô giúp đỡ cho em ạ. Vâng, lúc này thì bạn đã sẵn sàng đến với khởi động chưa? Dạ em sẵn sàng rồi ạ. Vâng, và chúng ta sẽ cùng khởi động với Thanh Huyền. Các gia tộc chuyện miệng ạ. Chính xác. Giờ khu vực hay còn gọi là gì? Múi giờ. Giờ múi mới chính xác. A century contains how many years? 100. Chính xác. Bình phương của một cạnh lớn hơn tổng bình. Chưa chính xác, tam giác tù. Học ăn, học nói, học gói, học mở. Chính xác. Nhà hoạt động cách mạng nào đã nhận định không có cơ sở của nền văn minh Hy Lạp và La Mã thì không có châu hiện đại? Napoleon. Angen. Một khối lượng khí lý tưởng ở thể tích không đổi, khi nhiệt độ có khí tăng thì áp suất của khí tăng hay giảm? Bỏ qua. Tăng. Số oxy hóa của nitơ trong phân tử axit nitric là? Cộng 5. Bạn có thêm 10 điểm. Nói Microsoft Excel là ngôn ngữ lập trình đúng hay đúng sai? Đúng ạ. Chưa chính xác, sai. Dạ dày của động vật nhai lại cho mình ạ. 4 là đáp án chính xác. Xin được chúc mừng Thanh Huyền đã khởi động với 50 điểm. Xin chào bạn ở vị trí số 4, Kim Anh, đến từ trường Trung học phổ thông Phương Xá. Chào em. Chào anh ạ. Lần đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến với các vị, quý vị đại biểu, các quý, các thầy cô giáo và chào đến MC và các bạn học sinh có trong trường quay ngày hôm nay ạ. Có lẽ là bạn đang hơi hồi hộp. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đỗ Thị Kim Anh, là học sinh lớp 12A1 trường Trung học phổ thông Phương Xá. Vâng. Và để cho bạn có thể lấy lại bình tĩnh hơn thì mời quý vị sẽ cùng theo dõi clip giới thiệu về bạn và ngôi trường mà bạn đang học.
Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Đỗ Thị Kim Anh, là học sinh lớp 12A1 đến từ trường Trung học phổ thông Phương Xá. Sở thích của mình là được tìm hiểu về các môn khoa học tự nhiên, đặc biệt là môn hóa, vì học hóa sẽ giúp chúng ta hiểu được các quá trình và sự biến đổi của vật chất. Mình còn thích tìm hiểu về lịch sử, địa lý. Lịch sử giúp mình biết được cội nguồn của dân tộc, những chiến thắng lừng lẫy của cha ông. Địa lý sẽ đưa mình đến những vùng đất mới bởi vì mình là người ưa thích khám phá. Đến với cuộc thi này, mình mong muốn sẽ được giao lưu, học hỏi, có thêm nhiều kiến thức và biết thêm được nhiều bạn mới. Một câu châm ngôn mà mình rất thích, khó khăn không phải để quật ngã ta mà là để ta quật ngã chúng. Với tinh thần đó, mình mong sẽ mang lại được vinh quang về cho ngôi trường của mình. Trung học phổ thông Phương Xá, chiến thắng! Kim Anh ơi, ở trong phần đăng ký của mình thì anh thấy là em có ghi là những tác phẩm mà mình làm được ấy, là những bức tranh minh họa. Cụ thể ở đây thì bạn hay minh họa những điều gì? Những điều thực tiễn trong cuộc sống ạ. Vậy thì những điều thực tiễn trong cuộc sống có thể là trong cái phần thi ngày hôm nay nữa đúng không? Vâng. Và hy vọng là sau phần thi, sau cuộc thi đấu trí 8 này thì bạn có thể vẽ lại, minh họa lại không khí của S8 ngày hôm nay và gửi tới chúng tôi nhé. Vâng ạ. Vâng, bạn đã sẵn sàng cho khởi động chưa? Em sẵn sàng rồi ạ. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khởi động với Kim Anh. An cư làm gì? Nghiệp. Chính xác. Which letter are you? Có qua. TV. Mặt ngoài của màng tế bào thần kinh ở trạng thái nghỉ ngơi tích điện âm hay dương? Âm. Chưa chính xác, dương. Khi ghép hai nguồn điện song song với nhau thì so với điện trở trong một nguồn, điện trở trong của bộ nguồn lớn hơn hay nhỏ hơn? Lớn hơn. Chưa chính xác, nhỏ hơn. UNICEF là tổ chức bảo vệ cho quyền lợi của đối tượng nào? Bỏ qua. Trẻ em. Nguyên tử oxy Z bằng 8 có điện tích hạt nhân là? Bỏ qua. 8 cộng. Thay vì phải kích chuột vào nút Start dưới góc trái màn hình, bạn sẽ nhấn tổ hợp phím nào? Bỏ qua. Control cộng Escape. Trong không gian, nếu hai đường thẳng không có điểm chung thì chúng song song, đúng hay sai? Sai. Chính xác. Ông được biết đến với tác phẩm Thuốc Nhật ký người điên, Cố Hương, ông là ai? Lỗ Tấn. Bạn có thêm 10 điểm. Châu lục nào có tỷ lệ dân thành thị thấp nhất thế giới? Châu Phi. Châu Phi là đáp án chính xác. Xin được chúc mừng Kim Anh đã khởi động với 40 điểm. Các bạn thí sinh đã có những lợi thế đầu tiên và lúc này chúng ta sẽ cùng xem các bạn có những ghi điểm như thế nào. Bạn Quỳnh Mai từ trường Trung học phổ thông Phong Châu với 50 điểm. 70 điểm là điểm số của bạn Văn Hòa đến từ trường Trung học phổ thông Vĩnh Trân. Thanh Huyền với 50 điểm. Và 40 điểm là điểm số của Kim Anh. Chúc mừng các bạn. Các bạn đã có những lợi thế đầu tiên của mình với những điểm số như vậy. Và trước mắt các bạn là rất nhiều những phòng thi khác nữa để có thể gia tăng điểm số cho mình. Và chúng ta sẽ cùng đến với phần thi tiếp theo, phần thi thử thách. Phần thi thử thách, các thí sinh tìm ô chữ chủ đề qua 4 câu hỏi và đáp án gợi ý. Mỗi thí sinh chỉ có một lượt lựa chọn và cùng điền đáp án vào máy tính trong thời gian 15 giây. Trả lời đúng trong 5 giây đầu được 30 điểm, trả lời đúng trong 5 giây tiếp theo được 20 điểm, trả lời đúng trong 5 giây cuối được 10 điểm. Thí sinh bấm chuông nhanh giành quyền trả lời đáp án ô chữ chủ đề. Trả lời đúng sau câu 1 được 60 điểm, sau câu 2 được 50 điểm, sau câu 3 được 40 điểm, sau câu 4 được 20 điểm. Trả lời sai bị dừng phần thi. Người bắt đầu phần thi này là thí sinh đứng ở vị trí thứ hai. Ở phần thi thử thách ngày hôm nay thì các bạn thí sinh sẽ cùng đi tìm ẩn số có 6 ký tự. Và sau đây là 4 ô hàng ngang gợi ý dành cho các bạn. Và người đầu tiên sẽ đi tìm ô hàng ngang là bạn Văn Hòa. Bạn lựa chọn ô hàng ngang số mấy? Em chọn ô hàng ngang số 2 ạ. Ô hàng ngang số 2 là ô hàng ngang có 5 ký tự. Xin mời câu hỏi. Hình tượng ông lão trên dòng sông Đà được nhà văn Nguyễn Tuân xây dựng như một dũng tướng tài ba, một nghệ sĩ lão luyện trong nghề. Hãy cho biết công việc chính của nhân vật này là gì? Các bạn có 15 giây suy nghĩ và trả lời. Bạn Quỳnh Mai trả lời là Việt.
Văn Hòa trả lời là lái đò. Thanh Huyền, Kim Anh chưa có đáp án và có một bạn đã trả lời đúng. Xin được chúc mừng Văn Hòa với 30 điểm. Và lái đò là đáp án cho ô hàng ngang này. Xin mời Thanh Huyền sẽ lựa chọn ô hàng ngang. Dạ, em xin chọn ô hàng ngang số 4 ạ. Ô hàng ngang số 4 là ô hàng ngang có 8 ký tự. Chúng ta cùng đến với câu hỏi. Đây là tên gọi của một công trình kiến trúc biểu trưng cho một dân tộc, một địa phương, đánh dấu một sự kiện lịch sử hoặc tưởng niệm những người có công lao. Thời gian suy nghĩ trả lời bắt đầu. Quỳnh Mai trả lời là miếu thờ, Văn Hòa trả lời là tượng đài, Thanh Huyền chưa có một ký tự chính xác và Kim Anh chưa đưa ra được đáp án. Và Văn Hòa tiếp tục trả lời chính xác. Tượng đài là đáp án cho ô chữ này và bạn đã ghi được 30 điểm. Chúng ta cùng đến với Kim Anh, bạn lựa chọn ô hàng ngang số mấy? Em chọn ô hàng ngang số 3 ạ. Ô hàng ngang số 3 là ô chữ có 6 ký tự. Tỉnh Quảng Bình nổi tiếng với dòng sông nào? Thời gian suy nghĩ trả lời bắt đầu. Cùng xem câu trả lời của các bạn. Quỳnh Mai, Thanh Huyền trả lời là dành, Kim Anh trả lời là sông. Văn Hòa thì chưa đưa ra được đáp án cho mình. Ở đây chưa có bạn nào trả lời chính xác cả. Chúng ta cũng đã có 3 dự kiện, 3 hàng ngang thì các bạn đã có thể tìm ra ô chữ chủ đề cho mình. Vâng, chưa có tiếng chuông nào vang lên cả và chúng ta sẽ cùng đến với ô hàng ngang số 1 là ô hàng ngang còn lại trong 4 ô hàng ngang này. Ai là tác giả tập thơ Từ Ấy? 15 giây suy nghĩ trả lời, bắt đầu. Cả 4 thí sinh trả lời là Tố Hữu và đây là đáp án chính xác. Văn Hòa, Thanh Huyền có 30 điểm, Quỳnh Mai và Kim Anh ghi thêm 10 điểm vào quỹ điểm của mình. Không quên huấn. Và lúc này thì, vâng, chúng tôi đã nhận được tiếng chuông trả lời của bạn Thanh Huyền. Mời em đưa ra đáp án của mình. Dạ, em đưa ra đáp án là sông Đà. Sông Đà. Và các bạn thí sinh còn lại vẫn chưa có câu trả lời của mình. Vâng, xin được hỏi là Thanh Huyền, vì sao mà bạn lại lựa chọn ô chữ chủ đề ngày hôm nay là sông Đà? Dạ, tại vì em thấy nó liên quan đến sông, lái đò với tượng đài. Em cũng phân vân là sông Đà với sông Lô, em chọn sông Đà. Và nó đều có 6 ký tự đúng không? Vâng ạ. Bạn đưa ra câu trả lời là sông Đà sau khi có cái sự liên kết từ 3 ô hàng ngang sau khi chúng ta đã lật mở. Nhưng đây chưa phải là một đáp án chính xác. Vâng, như vậy là ô chữ hàng ngang ngày hôm nay của chúng ta vẫn chưa được lật mở. Và lúc này thì để có thể tìm được đến với ô chữ chủ đề của ngày hôm nay thì xin được mời các bạn cổ vũ trong chương trình. Chúng ta sẽ cùng đến với ô hàng ngang số 3 mà chúng ta vẫn chưa được tìm ra. Ô hàng ngang số 3 là ô hàng ngang có 6 ký tự. Tỉnh Quảng Bình nổi tiếng với dòng sông nào? Bạn học sinh nào biết không ạ? Vâng, xin được mời bạn nữ ở hàng thứ 2 từ dưới lên đấy ạ. Đáp án của em là sông Nhật Lệ ạ. Nhật Lệ là đáp án chính xác. Như vậy là chúng ta đã có cả 4 ô hàng ngang là Tố Hữu, Lái Đò, Nhật Lệ và Tượng Đài. Đã lật mở được cả 4 ô hàng ngang. Các bạn đã tìm ra được ô chữ chủ đề ngày hôm nay chưa ạ? Xin một cánh tay ạ. Vâng, mời bạn ở hàng ghế đầu tiên.
Thưa anh MC, câu trả lời của em đó là mẹ suốt ạ. Vì sao mà bạn lại suy nghĩ đến ô hàng ngang này? Dạ, thứ nhất thì mẹ suốt đó là một người mẹ Việt Nam anh hùng của Việt Nam. Bà đã chở bộ đội qua sông Nhật Lệ vào những năm kháng chiến chống Mỹ từ năm 1964 đến năm 1967 ạ. Không thể chính xác hơn được. Và mẹ suốt chính là ô chữ chủ đề ngày hôm nay. Và chúng tôi đang được nhắc tới mẹ suốt là tên gọi thân thương dành cho nữ anh hùng lao động Nguyễn Thị Suốt. Mẹ suốt quê ở xã Bảo Ninh, thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Trong kháng chiến chống Mỹ, mẹ chèo đò chở bộ đội, thương binh, đạn dược qua dòng sông Nhật Lệ. Năm 1968, mẹ hy sinh trong một trận càn quét ác liệt của Mỹ. Mẹ suốt trở thành biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam kiên cường, bất khuất và được tạc tượng đài bên bờ sông Nhật Lệ. Cảm kích trước tấm lòng của mẹ, nhà thơ Tố Hữu đã sáng tác bài thơ Mẹ Suốt với những câu thơ: Gan chi gan rứa mẹ nờ, mẹ rằng cứu nước mình chờ chi ai, chẳng bằng con cái con trai, 60 còn một chút tài đò đưa, tàu bay hắn bắn sớm trưa, thì tôi cứ việc nắng mưa đưa đò. Vâng, và mẹ suốt là ô chữ chủ đề ngày hôm nay. Lúc này thì chúng ta sẽ cùng tổng kết điểm của các bạn thí sinh giành được sau 2 phần thi. 60 điểm là điểm số của bạn Quỳnh Mai. 160 điểm là điểm số của Văn Hòa. Thanh Huyền với 80 điểm. Và Kim Anh đang có 50 điểm. Và chúng ta sẽ cùng đến với phần thi tiếp theo này để các bạn thí sinh có thể gia tăng điểm số cho mình. Và lúc này thì các bạn thí sinh sẽ có thêm một người bạn đứng cạnh mình để tiếp sức và đồng hành. Và chúng ta sẽ cùng đến với phần thi thứ 3, phần thi đồng hành. Phần thi đồng hành. Ở phần thi này, thí sinh được chọn một người chơi cùng để trả lời 5 câu hỏi thuộc các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tự nhiên, nghệ thuật, thể thao, tiếng Anh. Mỗi câu hỏi, thí sinh và người cùng chơi phải tìm đáp án của câu hỏi và điền vào máy tính trong thời gian 10 giây. Mỗi câu trả lời đúng được 20 điểm. Nếu trả lời đúng cả 5 đáp án thì được cộng thêm 30 điểm. Điểm tối đa cho phần thi là 130 điểm. Người bắt đầu phần thi này là thí sinh đứng ở vị trí thứ 3. Và cơ hội để được nâng cao điểm số của mình lúc này là dành cho Thanh Huyền đến từ trường Trung học phổ thông Tam Nông. Em hãy giới thiệu với người bạn đồng hành của mình ngày hôm nay. Dạ em thưa anh, là người bạn đồng hành ngày hôm nay của em là bạn Trần Quang Minh ạ. Vâng, xin mời người bạn đồng hành của Thanh Huyền. Xin chào anh MC cùng tất cả các vị khán giả trong trường quay, cùng tất cả các khán giả trong đang ngồi trước màn hình nhỏ. Em tên là Trần Quang Minh, học sinh lớp 12A8 và hôm nay em sẽ đồng hành cùng bạn Thanh Huyền trong phần thi hôm nay ạ. Ngày hôm nay thì hai bạn đã được ghép cặp với nhau thì là do các bạn tự chọn hay là có cái sự hướng dẫn như thế nào? Cái này thì là do em từng có kinh nghiệm với những cuộc thi như này nên là bạn Huyền, bạn ấy quyết định chọn em ạ. Đó là sự quyết định của bạn Thanh Huyền đúng không? Hy vọng là sự quyết định của cả hai bạn ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn sẽ có điểm số tốt nhất ở trong phần thi đồng hành này. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Bọn em đã sẵn sàng ạ. Vâng, các bạn đã sẵn sàng và chúng ta sẽ cùng đồng hành với bạn Thanh Huyền. Một phân tử isobutan có bao nhiêu nguyên tử carbon bậc 1? 3. Các bạn trả lời là 3 và đây là một đáp án chính xác. Giao điểm của ba đường cao trong tam giác còn được gọi là gì? Thời gian suy nghĩ trả lời bắt đầu. Chúng tôi thấy hai bạn trò chuyện và đưa ra đáp án rất là sôi nổi đấy ạ. Và các bạn trả lời là trực tâm. Đây là một đáp án chính xác. Các bạn tiếp tục ghi thêm 20 điểm vào quyết điểm của mình. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ 3 dành cho Thanh Huyền và người bạn đồng hành. Câu hỏi như sau. Nên Adina Armstrong đặt chân lên mặt trăng vào năm nào? Thời gian suy nghĩ trả lời bắt đầu.
Các bạn trả lời là năm 1968. Đáp án của chương trình phải cộng thêm 1 năm nữa. Đáp án của chương trình là năm 1969. Hãy thật bình tĩnh. Which country does judo first come from? Các bạn có 10 giây suy nghĩ trả lời. Các bạn đưa ra đáp án là Japan và đó cũng là đáp án của chương trình. Các bạn đã ghi thêm 20 điểm vào quỹ điểm của mình và đây sẽ là câu hỏi cuối cùng trong phần thi đồng hành của Thanh Huyền. Xin mời câu hỏi. Ai là tác giả của hàng loạt vở kịch sân khấu nổi tiếng như Nàng Sita, Lời Thề Thứ 9, Khoảnh Khắc và Vô Tận, Bệnh Sĩ, Tôi và Chúng Ta? Các bạn có 10 giây suy nghĩ trả lời. Các bạn trả lời là Lưu Quang Vũ và đây là một đáp án chính xác. Và xin được chúc mừng Thanh Huyền và người bạn đồng hành ngày hôm nay đã đồng hành với 80 điểm. Và xin được mời người bạn đồng hành của Thanh Huyền sẽ bước ra vị trí chính giữa của sân khấu để nhận một phần quà của ban tổ chức. Cảm ơn bạn ngày hôm nay đã đồng hành rất tốt, tiếp sức rất tốt cho Thanh Huyền. Và lúc này thì chúng ta sẽ cùng đến với phần thi đồng hành của bạn Kim Anh ở vị trí số 4. Em hãy giới thiệu về người bạn đồng hành ngày hôm nay của mình. Thưa anh, là bạn đồng hành của em ngày hôm nay là bạn Nguyễn Thị Thu Khuyến ạ. Vâng, xin mời người bạn đồng hành của Kim Anh. Em xin kính chào anh MC, kính chào các vị khách quý, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh trong trường quay S8 ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Thị Thu Khuyến, đến từ chi đoàn 11A5 trường Trung học phổ thông Phương Xá. Em rất vinh hạnh khi được làm bạn đồng hành của chị Kim Anh trong ngày hôm nay. Các bạn đã sẵn sàng cho phần thi của mình chưa? Rồi ạ. Vâng, các bạn đã sẵn sàng và chúng ta sẽ cùng đến với phần thi đồng hành của Kim Anh. Xin mời gói câu hỏi dành cho Kim Anh. Tác phẩm nào dưới đây không thuộc giai đoạn văn học 1945-1975? Chí Phèo, Vợ Chồng A Phủ, Vợ Nhặt, Rừng Xà Nu. Các bạn có 10 giây suy nghĩ trả lời. Bắt đầu. Các bạn đưa ra câu trả lời là Chí Phèo và các bạn có thêm 20 điểm. Chí Phèo là một đáp án chính xác. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 2 dành cho Kim Anh và người bạn đồng hành. Câu hỏi như sau. Trọng lực tác dụng vào vật có phương gì? Thời gian suy nghĩ trả lời bắt đầu. Các bạn đưa ra câu trả lời là thẳng đứng. Và đó tiếp tục là một câu trả lời đúng. Vâng, các bạn đã tiếp tục ghi thêm 20 điểm vào quỹ điểm của mình. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 3 dành cho Kim Anh và người bạn đồng hành. Câu hỏi như sau. Trong một năm dương lịch, hai quý nào có số lượng ngày nhiều nhất? Thời gian suy nghĩ trả lời bắt đầu. Các bạn đưa ra câu trả lời là 2 và 3, tức là quý 2 và quý 3 đúng không? Các bạn đã tính như thế nào vậy ạ? Bọn em tính nhầm ạ. Tính nhầm à? Vâng. Có một cái cách tính dân gian tôi nghĩ là chắc nhiều bạn cũng biết đúng không ạ? Chúng ta cứ thử giơ bàn tay lên và đếm thế này đúng không ạ? Và chúng ta có 2 quý, tới 4 tháng có 31 ngày. Và đó là quý 3, quý 4 mới là đáp án của chương trình. Vâng, hãy bình tĩnh để tiếp tục đến với câu hỏi tiếp theo dành cho Kim Anh và người bạn đồng hành. The country of Egypt is in two continents. One is Africa, which is the other?
Thời gian suy nghĩ trả lời bắt đầu. Asia là một đáp án chính xác. Chúng ta cùng đến với câu hỏi cuối cùng dành cho Kim Anh và người bạn đồng hành trong phần thi này. Xin mời câu hỏi. Khu công nghiệp đầu tiên trên thế giới ra đời ở quốc gia nào? Các bạn có 10 giây suy nghĩ trả lời. Các bạn trả lời là Anh. Và đây cũng là một đáp án chính xác. Rất xuất sắc, hai bạn đã đồng hành rất tốt và ghi được 80 điểm trong phần thi này. Xin được chúc mừng Kim Anh và người bạn đồng hành. Và cảm ơn người bạn đồng hành, mời bạn cùng đứng ra ở vị trí giữa sân khấu để nhận một phần quà của ban tổ chức. Vừa rồi là phần thi đồng hành của Kim Anh và lúc này sẽ là đến lượt phần thi đồng hành của Quỳnh Mai. Em hãy giới thiệu về người bạn đồng hành ngày hôm nay của mình. Bạn đồng hành của em là bạn Việt Hoàng ạ. Vâng, xin mời người bạn đồng hành của Quỳnh Mai. Em hãy giới thiệu đôi chút về mình. Lần đầu tiên cho em xin phép được xin kính chào đến anh MC và tất cả các quý vị trong trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Việt Hoàng, hiện đang là học sinh của lớp 12A10. Và hôm nay em rất vinh dự khi được là bạn đồng hành của bạn Quỳnh Mai ạ. Vâng, trong bản đăng ký của mình thì tôi thấy Quỳnh Mai có ghi là bạn đã đạt được huy chương vàng của cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp quốc gia đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng, chắc chắn là tiếng Anh là thế mạnh của bạn. Có thể nói là thế. Thế thì người bạn đồng hành ngày hôm nay của Quỳnh Mai thì bạn có thế mạnh nào khác với Quỳnh Mai không? Dạ, thế mạnh của em là môn vật lý ạ. À, tức là nó thuộc khoa học tự nhiên đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Vâng, hy vọng là với tiếng Anh của Quỳnh Mai và khoa học tự nhiên của người bạn đồng hành của Quỳnh Mai thì các bạn sẽ ghi được điểm số tốt nhất trong phần thi này. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ, bọn em sẵn sàng rồi ạ. Vâng, các bạn đã sẵn sàng và chúng ta sẽ cùng đến với phần thi đồng hành của Quỳnh Mai. Xin mời câu hỏi. Số nguyên tố lớn nhất có 3 chữ số là số nào? Thời gian suy nghĩ trả lời bắt đầu. Câu trả lời của các bạn là 103. Tuy nhiên đáp án của chương trình là một số lớn hơn như vậy. Đáp án của chương trình là 997. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 2 dành cho Quỳnh Mai và người bạn đồng hành. Câu hỏi như sau. Which metal is the best conductor of electricity? Thời gian suy nghĩ trả lời bắt đầu. Các bạn trả lời là Fe. Vâng, câu hỏi này là liên quan là một câu hỏi về tiếng Anh. Và ý nghĩa của câu hỏi này, người ta muốn hỏi đến một cái chất dẫn điện. Vâng, và câu trả lời, đáp án của chương trình là silver. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo dành cho Quỳnh Mai và người bạn đồng hành. Xin mời câu hỏi. Từ năm 1946 đến năm 2023, nhà nước Việt Nam đã ban hành mấy bản hiến pháp? Thời gian suy nghĩ trả lời bắt đầu. Các bạn trả lời là 3 và đáp án của chương trình là 5 ạ. Đó là những năm 1946, 1959, 1980, 1992 và 2013. Vâng, thêm một kiến thức dành cho các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 4 dành cho Quỳnh Mai và người bạn đồng hành. Câu hỏi như sau. Sau cơn mưa dông, không khí trở nên trong lành hơn là do khí nào được tạo thành? Các bạn có 10 giây suy nghĩ trả lời.
Các bạn trả lời là O2 và đáp án của chương trình là O3. Ozone ạ. Vâng. Hãy bình tĩnh nhé. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi cuối cùng trong phần thi đồng hành dành cho hai bạn. Xin mời câu hỏi. Nhà thơ trung đại Việt Nam nào được suy tôn là Tuyết Giang Phu Tử? Thời gian suy nghĩ trả lời bắt đầu. Các bạn trả lời là Chu Văn An và đáp án của chương trình là Nguyễn Bình Khiêm. Vâng, và xin được cảm ơn người bạn đồng hành ngày hôm nay đã tặng cho Quỳnh Mai những lời động viên, những tinh thần rất tốt để bạn có thể làm tốt hơn trong phần thi tiếp theo. Và chúng ta sẽ cùng đón xem phần thi đồng hành của Văn Hòa. Em hãy giới thiệu người bạn đồng hành của em ngày hôm nay. Dạ, người bạn đồng hành của em là bạn Phương Anh ạ. Vâng, xin mời người bạn đồng hành của Văn Hòa. Em hãy giới thiệu đôi chút về mình. Đầu tiên thì cho em xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, anh MC và tất cả các bạn học sinh có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Nguyễn Phương Anh, học sinh lớp 12A7, trường Trung học Phổ thông Vĩnh Trân ạ. Và hôm nay thì em rất là vui khi được đến đây với vai trò là bạn tiếp sức với bạn Hoàng Hòa. Vậy các bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ, chúng em đã sẵn sàng ạ. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với phần thi đồng hành của Văn Hòa. Xin mời câu hỏi. Cộng đồng ASEAN được thành lập năm nào? Thời gian suy nghĩ trả lời, bắt đầu. Các bạn trả lời là 1967. Tôi thấy các bạn trả lời rất là nhanh. Tuy nhiên đây chưa phải là một đáp án chính xác. Và đáp án cho câu hỏi này là năm 2015. Nhanh là tốt nhưng chúng ta cũng cần phải cẩn trọng hơn đúng không? Vâng, chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo của Văn Hòa và người bạn đồng hành. Xin mời câu hỏi. Một chất điểm chuyển động tròn đều, số vòng mà nó đi được trong một giây gọi là gì? Thời gian suy nghĩ trả lời, bắt đầu. Các bạn trả lời là tần số. Và đây là một câu trả lời chính xác. Các bạn đã ghi thêm được 20 điểm vào quỹ điểm của mình. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 3 dành cho Văn Hòa và người bạn đồng hành. Câu hỏi như sau. How many legs does an octopus have? Thời gian suy nghĩ trả lời. Bắt đầu. Các bạn trả lời là 8 và bạch tuộc thì đúng là có 8 chân. Chúc mừng hai bạn, chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Tiễn dặn người yêu là chuyện thơ của dân tộc nào? Thời gian suy nghĩ trả lời, bắt đầu. Các bạn đưa ra câu trả lời là Thái. Và tiếp tục là một câu trả lời chính xác. Cùng đến với câu hỏi số 5 dành cho Văn Hòa. Câu hỏi như sau. Số nguyên tố nhỏ nhất có 3 chữ số là số nào? 10 giây suy nghĩ trả lời. Bắt đầu. Các bạn đưa ra câu trả lời là 101. Và tiếp tục là một đáp án chính xác. Và các bạn đã hoàn thành phần thi đồng hành của mình ngày hôm nay với 80 điểm. Xin được chúc mừng Văn Hòa và người bạn đồng hành. Và cảm ơn người bạn đồng hành ngày hôm nay đã tiếp sức rất tốt cho Văn Hòa. Mời bạn là bước ra sân khấu để nhận một phần quà của ban tổ chức.
Chúng ta đã bước qua 3 phần thi của đấu trí 8 ngày hôm nay và lúc này thì chúng ta sẽ cùng xem là cả 4 thí sinh đã giành được bao nhiêu điểm. 60 điểm là điểm số của Quỳnh Mai. 240 điểm là điểm số của Văn Hòa. 160 điểm là điểm số của bạn Thanh Huyền. Và bạn Kim Anh giành được 130 điểm. Cục diện của chương trình thì đã thay đổi liên tục và chúng ta sẽ cùng đến với một phần thi vô cùng căng thẳng. Lúc này sẽ quyết định ai sẽ chạm tay vào chiếc vòng nguyệt quế của đấu trí 8 ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng đến với phần thi về đích. Phần thi về đích có 3 lĩnh vực cho thí sinh lựa chọn gồm khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, nghệ thuật thể thao tiếng Anh. Mỗi lĩnh vực có các câu hỏi với 3 mức điểm, 10 điểm, 20 điểm, 30 điểm. Thí sinh luân phiên thi phần này và mỗi người có 3 lượt lựa chọn nhưng không được lựa chọn cùng mức điểm trong cùng một lĩnh vực. Thời gian trả lời mỗi câu là 15 giây. Nếu người chơi chính trả lời sai, 3 người chơi còn lại bấm chuông giành quyền trả lời. Trả lời đúng được cộng 50% số điểm của câu hỏi lấy từ quỹ điểm của người chơi chính. Trả lời sai bị trừ 50% số điểm của câu hỏi, điểm của người chơi chính được giữ nguyên. Các thí sinh được một lần đặt ngôi sao hy vọng. Trả lời đúng được nhân đôi số điểm của câu hỏi. Trả lời sai hoặc không có đáp án bị trừ bằng số điểm dành cho câu hỏi đó. Khi người chơi chính không trả lời được câu hỏi có ngôi sao hy vọng, các thí sinh khác bấm chuông giành quyền trả lời. Trả lời đúng được cộng 50% số điểm của câu hỏi chọn. Trả lời sai bị trừ 50% số điểm của câu hỏi chọn. Người bắt đầu phần thi này là thí sinh đứng ở vị trí thứ 4. Và người đầu tiên sẽ lựa chọn cho mình những điểm số. Thì bạn Kim Anh sẽ lựa chọn gói câu hỏi nào? Em lựa chọn gói câu hỏi khoa học tự nhiên 20 điểm ạ. Khoa học tự nhiên 20 điểm. Xin mời câu hỏi. Lưỡng cư thực hiện quá trình hô hấp ngoài bằng các bộ phận nào của cơ thể? Thời gian suy nghĩ trả lời bắt đầu. Dạ. Tôi muốn được nghe câu trả lời khác. Xin mời các bạn. Vâng, xin mời Văn Hòa. Em thưa anh là câu trả lời của em là da và phổi ạ. Và đó mới là một đáp án chính xác. Vâng, bạn Kim Anh có trả lời là phổi, trả lời là da. Sau đó bạn trả lời là phổi. Tuy nhiên đáp án của chương trình phải là phổi và da. Vâng, hãy chú ý cách trả lời của mình trong phần thi về đích này. Và chúng tôi chỉ chấp nhận phần trả lời cuối cùng của các bạn trong 15 giây. Chúng ta sẽ cùng đến với lượt lựa chọn của Quỳnh Mai. Em nghĩ là em sẽ chọn câu hỏi khoa học tự nhiên 20 điểm ạ. Khoa học tự nhiên 20 điểm. Vâng, chúng ta cùng đến với câu hỏi dành cho Quỳnh Mai. Nước da ven chứa hỗn hợp hai muối natri clorua và natri hypochlorit. Số oxy hóa của nguyên tố clo trong hai muối trên lần lượt là bao nhiêu? Thời gian suy nghĩ trả lời bắt đầu. Trừ 1 và cộng 1 ạ. Và đó là một đáp án chính xác. Bạn có thêm 20 điểm vào quỹ điểm của mình. Và lúc này là lượt lựa chọn của Văn Hòa. Em chọn khoa học tự nhiên 10 điểm ạ. Tiếp tục là một câu hỏi về lĩnh vực khoa học tự nhiên 10 điểm. Câu hỏi như sau. Bình hỏi tuổi của chị họ và nhận được câu trả lời. Khi em bằng tuổi chị bây giờ thì chị 33 tuổi. Hỏi chị họ bao nhiêu tuổi? Biết năm nay Bình 9 tuổi. Thời gian suy nghĩ trả lời bắt đầu. Trừ
chưa đưa ra được câu trả lời và chúng tôi có 5 giây dành cho 3 bạn còn lại. Hết 5 giây là chúng ta không có cơ hội để bấm chuông nữa. Đáng lẽ là chúng ta phải liên tục tính toán ngay trong cái thời gian 15 giây dành cho bạn của mình để có đáp án nếu mà bạn chưa đưa ra. Và đáp án của câu hỏi này là chị 21 tuổi. Và cách tính như sau ạ. Sau A5 bình bằng tuổi chị hiện giờ, tức là tuổi chị hiện giờ là 9 cộng A. Thì sau A5 tuổi chị là 9 cộng 2A bằng 33. Do đó A sẽ bằng 12. Như vậy tuổi chị hiện giờ là 9 cộng 12 bằng bao nhiêu ạ? 21. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với lượt lựa chọn lúc này của Thanh Huyền. Em thưa anh là em chọn khoa học tự nhiên 20 điểm ạ. Khoa học tự nhiên 20 điểm. Có vẻ là các bạn thí sinh đang rất là sở trường với tự nhiên ạ. Chúng ta cùng đến với khoa học tự nhiên 20 điểm dành cho Thanh Huyền. Câu hỏi như sau. Trong giỏ có 100 quả trứng gà và trứng vịt. Số trứng gà chiếm 99%. Hỏi phải lấy bao nhiêu quả trứng gà ra để trong giỏ số trứng gà còn 98%. Các bạn có 15 giây suy nghĩ trả lời. Bắt đầu. Em thưa anh là 99 quả. Tôi muốn nghe một câu trả lời khác. Xin mời Văn Hòa. Em thưa anh là 50 quả. Và 50 mới là đáp án chính xác của câu hỏi này. Và lúc này là lượt lựa chọn thứ hai của Kim Anh. Xin mời em. Em chọn khoa học tự nhiên 10 điểm ạ. Khoa học tự nhiên 10 điểm. Xin mời câu hỏi. Dung dịch X có giá trị pH bằng 3. Nồng độ ion H cộng trong dung dịch X bằng bao nhiêu? Thời gian suy nghĩ trả lời. Bắt đầu. 0,001. Năm giây cho ba bạn còn lại. Bắt đầu. Xin mời Thanh Huyền. Em thưa anh nó là 0,0001 ạ. 0,0001 cũng vẫn chưa chính xác. Chúng tôi muốn được lắng nghe đơn vị của các bạn nữa. Đáp án của chương trình là 0,001m. Vâng, rất tiếc là Kim Anh đã trả lời gần chính xác. Bạn đưa ra thiếu đơn vị. Chúng ta cùng đến với lượt lựa chọn của Quỳnh Mai. Em nghĩ là em sẽ chọn nghệ thuật thể thao tiếng Anh 30 điểm có ngôi sao hy vọng ạ. Wow. Và nghệ thuật thể thao tiếng Anh 30 điểm có ngôi sao hy vọng dành cho Quỳnh Mai. Câu hỏi như sau. Hi, I'm teacher Alex from Language Link Futo and I have a question for you. This immense mausoleum of white marble was built in India between 1631 and 1648 under the reign of the Emperor Shah Jahan in memory of his third but most favorite wife. It was recognized as the UNESCO World Heritage Site in 1983 for being the jewel of Muslim art in India and one of the universally admired masterpieces of the world's heritage. Which place am I referring to? Bạn có 15 giây suy nghĩ trả lời. Bắt đầu. My answer is Taj Mahal. Chúng tôi đã nghe rõ câu trả lời của bạn. Tôi không thấy ba bạn đặt tay vào chuông ạ. Vâng, và bởi vì là các bạn không có cơ hội đâu ạ. Câu trả lời vừa rồi của Quỳnh Mai đã chính xác. Và với việc lựa chọn 30 điểm có ngôi sao hy vọng, và chúc mừng Quỳnh Mai đã ghi thêm được 60 điểm vào quỹ điểm của mình. Trước đó thì tôi muốn hỏi là bạn đã nghe được câu tiếng Anh này như thế nào? Cô giáo đã nói gì vậy? Em có thể kiểu tóm gọn được không ạ? Tại vì là em nghe đây là một
vị địa điểm được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1000 bao nhiêu đấy em quên mất rồi ạ. Và bên cạnh đó thì đây là một cái quà tặng từ một vị vua dành cho vợ của mình, và cái đây là ngôi đền thể hiện tình yêu của ông ấy dành cho cô ấy. Thì đáp án mà em nghĩ đến luôn đó chính là đền Taj Mahal. Vâng, bạn đã giải thích rất chính xác. Và chúng ta sẽ cùng đến với phần thi tiếp theo của văn hóa, em lựa chọn như thế nào? Em chọn khoa học tự nhiên 20 điểm ạ. Khoa học tự nhiên 20 điểm. Vâng, bạn dừng lại ở vậy ạ. Chúng ta cùng đến với câu hỏi của văn hóa như sau. Hiện tượng ánh sáng tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt mà không có tia khúc xạ gọi là hiện tượng gì? Hiện tượng phản xạ toàn phần ạ. Thời gian suy nghĩ trả lời bắt đầu. Hiện tượng phản xạ toàn phần ạ. Phản xạ toàn phần là một đáp án chính xác. Vâng, chúng ta cùng đến với lựa chọn của Thanh Huyền. Em lựa chọn gói câu hỏi nào và bao nhiêu điểm? Em chọn khoa học tự nhiên 30 điểm ạ. Vâng, khoa học tự nhiên 30 điểm. Xin mời câu hỏi. Cho các chất khí sau SO2, NO2, CL2, N2O, H2S, CO2. Các chất khí khi phản ứng với NaOH ở nhiệt độ thường luôn cho hai muối là gì? 15 giây suy nghĩ trả lời, bắt đầu. Em thưa anh là NO2 ạ, CL2 ạ. NO2 và CL2 ạ. Thật tiếc là bạn không lựa chọn ngôi sao hy vọng. Đó là một đáp án chính xác. Bạn đã ghi thêm được 30 điểm vào quỹ điểm của mình. Và lúc này là lựa chọn cuối cùng rồi. Xin mời Kim Anh. Em xin chọn gói khoa học tự nhiên 30 điểm có ngôi sao hy vọng. Chúng ta cùng đến với khoa học tự nhiên 30 điểm có ngôi sao hy vọng dành cho Kim Anh. Câu hỏi như sau. Trường Minh Đồng Diễn, số học sinh cùng một hàng ngang như nhau, một hàng dọc như nhau, từ trên xuống dưới, từ trên xuống hay từ dưới lên, Minh đều đứng hàng 9. Ở hàng ngang Minh bên trái hay phải đều có 12 bạn. Hỏi số học sinh đang xếp hàng là bao nhiêu? Thời gian suy nghĩ trả lời, bắt đầu. Tôi muốn nghe một câu trả lời khác. 5 giây bắt đầu. Vâng, xin mời Văn Hòa. Câu trả lời của em là 22 bạn ạ. Ít vậy thôi ạ. Vâng, 22 bạn chưa phải là đáp án chính xác. Và đáp án cho câu hỏi này là 425 bạn. Lúc này thì chúng ta cùng đến với câu hỏi lựa chọn cuối cùng của Quỳnh Mai. Em xin chọn câu hỏi khoa học tự nhiên 30 điểm đi ạ. Vâng, khoa học tự nhiên 30 điểm dành cho Quỳnh Mai. Câu hỏi như sau. Để bóng đèn loại 120V 60W sáng bình thường ở mạng điện có hiệu điện thế là 220V, người ta phải mắc nối tiếp với bóng đèn một điện trở có giá trị là bao nhiêu? Thời gian suy nghĩ trả lời bắt đầu. Các bạn còn lại đặt tay vào chuông nhé. Sẵn sàng chưa ạ? 5 giây bắt đầu. Tôi thấy Văn Hòa đã khom lưng ngay từ khi mà bạn Quỳnh Mai chuẩn bị trả lời. Vâng, đáp án cho câu hỏi này của bạn là gì? Câu trả lời của em là 200 ohm ạ. Và đó là một đáp án chính xác. Và bây giờ sẽ là lựa chọn của Văn Hòa. Em chọn khoa học xã hội 10 điểm ạ. Khoa học xã hội 10 điểm.
chúng ta cùng đến với câu hỏi dành cho Văn Hòa. Theo truyền thuyết, hai chữ khắc trên thanh kiếm mà Lê Lợi nhặt được là hai chữ gì? Thời gian suy nghĩ trả lời, bắt đầu. Thuận Thiên ạ. Điểm số lúc này của Văn Hòa cộng thêm 10 điểm. Vâng, xin mời Thanh Huyền. Em lựa chọn gói câu hỏi nào với bao nhiêu điểm? Em chọn nghệ thuật thể thao tiếng Anh 30 điểm ạ. Vòng tròn giữa sân bóng đá 11 người có bán kính là 15 giây suy nghĩ trả lời, bắt đầu. 5.5 mét ạ. Tôi muốn nghe thêm một câu trả lời khác. 5 giây bắt đầu. Vâng, xin mời Văn Hòa luôn. Em thưa anh, câu trả lời của em là 9,15 mét ạ. Và 9,15 là một đáp án chính xác. Một trận đấu tôi nghĩ là rất là cảm xúc với tất cả các bạn thí sinh ngày hôm nay, khi mà luôn luôn là có cái sự ganh đua và giành giật điểm số liên tục trong tất cả 3 lượt lựa chọn của các bạn thí sinh. Và lúc này thì chúng ta sẽ cùng xem là cả 4 thí sinh sau 4 phần thi vừa rồi đã giành được điểm số như thế nào. Xin được chúc mừng Quỳnh Mai với 125 điểm. Chúc mừng Văn Hòa với 305 điểm. 160 điểm là điểm số của Thanh Huyền. Và Kim Anh với 90 điểm. Và như vậy là chúng ta đã tìm ra được người sẽ chạm tay vào vòng nguyệt quế của trận đấu chí 8 ngày hôm nay. Đó chính là bạn Văn Hòa đến từ trường Trung học phổ thông Vĩnh Trân. Và chúng tôi xin được kính mời đại diện của các nhà trường có thí sinh tham gia Khát vọng Lạc Hồng trận đấu chí 8 ngày hôm nay sẽ lên sân khấu để nhận quà của ban tổ chức ạ. Chúng tôi trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Trao quà của ban tổ chức là chiếc đồng hồ có in logo chương trình cho các nhà trường có thí sinh tham gia cuộc thi ngày hôm nay. Bà Đặng Thị Thu Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hùng Vương trao quà tặng là bộ công cụ hướng nghiệp cho học sinh và giáo viên trị giá 20 triệu đồng một bộ cho 4 trường có thí sinh tham dự. Nhà báo Đặng Chí Thành, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ trao phần quà là một chiếc quạt cây Mitsubishi của nhà tài trợ Công ty Cổ phần Dịch vụ Sen Hồng cho nhà trường có thí sinh đạt giải nhất. Và lúc này thì chúng ta sẽ cùng đến với phần trao giải ba. Và giải ba ngày hôm nay chúc mừng hai bạn Quỳnh Mai và Kim Anh. Chúng tôi trân trọng kính mời ông Quách Trung Ánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế EduGo trao hoa và tiền thưởng cho hai bạn thí sinh đạt giải ba trong trận đấu chí 8 ngày hôm nay. Giải thưởng dành cho mỗi bạn thí sinh đạt giải 3 trong các cuộc thi tại vòng đấu trí là hoa và tiền thưởng trị giá 1 triệu 500 nghìn đồng. Và chúng tôi xin được mời bạn Thanh Huyền đến từ trường Trung học phổ thông Tam Nông. Bạn đã đạt giải nhì. Bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Hệ thống Phòng khám Thẩm mỹ Hoàng Tuấn trao hoa và tiền thưởng cho thí sinh đạt giải nhì. Và lúc này xin được mời bạn Văn Hòa, chúng ta sẽ tiến ra vị trí giữa sân khấu để chúng ta sẽ nhận một phần quà của nhà tài trợ. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà Lê Thị Thanh Khởi, Giám đốc Kinh doanh khu vực Tây Bắc, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu sữa và dinh dưỡng quốc tế Natrumark trao quà của nhà tài trợ cho cả 4 thí sinh. Và sau đây chúng ta sẽ cùng vinh danh thí sinh đạt giải nhất trận đấu chí 8 ngày hôm nay. Đó chính là bạn Hoàng Văn Hòa đến từ trường Trung học phổ thông Vĩnh Trân. Chúng tôi trân trọng kính mời nhà báo Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Thọ, trưởng ban tổ chức game show trao vòng nguyệt quế cho thí sinh đạt giải nhất là bạn Hoàng Văn Hòa. Đi mơ con rời đất nước hôm nay, cùng tiếp nối khi phách dòng tiền.
Trân trọng kính mời ông Đặng Việt Hải, giám đốc viễn thông Phú Thọ trao tiền thưởng cho thí sinh đạt giải nhất ngày hôm nay. Chúc mừng cả bốn thí sinh và trân trọng cảm ơn nhà báo Nguyễn Thị Tuyên Trinh và ông Đặng Việt Hải. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là trận đấu chí 8 ngày hôm nay đã khép lại. Có rất nhiều cảm xúc trong cuộc thi ngày hôm nay. Áp lực căng thẳng là vậy, thế nhưng cả bốn bạn thí sinh hãy luôn mỉm cười và tự hào với những điểm số, với những gì mà các bạn đã giành được ngày hôm nay. Và chúc mừng bà Văn Hòa, chúng ta sẽ cùng gặp lỡ lại với nhau trong tranh tài. Và cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi vào mỗi tối chủ nhật hàng tuần. Xin chào và hẹn gặp lại. Oh.